Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin dẫn mọi người đến khu vui chơi cho mùa lễ hội Halloween. Tuần trước gia đình mình dẫn các con đến Pumpkin Patch. Các bé rất là thích. Ở nơi đây họ trưng bày rất là nhiều bí ngô, hay gọi là pumpkin. Thì những trái bí nhỏ họ sẽ vẽ trên mặt những hình thù rất ngộ nghĩnh. Trẻ em và người lớn đều rất là thích. Mùa thu, mùa của sắc màu rực rỡ. Đi đâu bạn cũng sẽ thấy những màu sắc đỏ, cam, vàng, nâu và những chiếc lá bắt đầu rơi xuống. Thì cảm giác mùa thu nó hơi buồn buồn, nhưng mà không khí lễ hội cũng rất là náo nhiệt. Những trái bí này người ta sẽ mua về và khắc hình Jack-o'-lantern thành những hình thù hoặc là những nhân vật rất là ngộ nghĩnh, dễ thương. Đây là những trái gout hay còn gọi là trái bầu, chứ không phải là pumpkin. Nó có hình dáng hơi sần sùi nhưng mà nhìn cũng rất là dễ thương, rất là hay phải không? Mình cũng chọn mua được một trái này mang về và trang trí cho table centerpiece của mình. Con hướng hai tay ra lấy nha. Đây là cái nhà Haunted House nhìn từ xa. Bây giờ gia đình mình sẽ đi vào ruộng bí ngô, Pumpkin Patch. Họ trồng rất là nhiều và đến mùa thu hoạch thì họ sẽ để ra cho du khách đến muốn lựa trái nào thì mua đem về. Trái này đẹp nè.
nhìn cánh đồng bí ngô bạt ngàn rất là đẹp ha. Đây là vườn bắp, họ sẽ làm cái corn maze để cho mấy đứa nhỏ nó vô nó chơi, nhưng mà hình như năm nay họ đóng, họ không có làm cái corn maze. Video này mình quay lúc khoảng giữa tháng 10 cho nên là lá nó chưa có hoàn toàn chuyển màu. Bây giờ thì lá đã đổi sang màu đỏ, màu vàng rực hết và nó rụng cũng rất là nhiều. Khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 là lá nó rụng nhiều cho nên là không còn nữa. Mầm gà, đẹp không? Đây là hoa mầm gà. Tụi mình sẽ về nhà trước và tối nay sẽ dẫn các bé đi đến khu gọi là đèn mà lantern á, buổi tối, spectacular jack-o'-lanterns. Đây là khu Jack-o'-lantern Spectacular được tổ chức trong zoo hàng năm. Và lễ hội này nó được tổ chức hàng năm, nhưng mà năm ngoái vì Covid á, cho nên nó delay, nó không có tổ chức. Năm nay thì nó trở lại. Họ sẽ trang trí khắc những cái trái bí ngô với đủ thứ hình thù, hình dáng, con này con kia, hoặc là những nhân vật trong phim hoạt hình, hoặc là trong những cái truyền thuyết. Nói chung là những nghệ nhân họ làm rất là giỏi. Và khoảng mỗi năm họ sẽ mang đến đây trong cái zoo, trong cái sở thú của tiểu bang đó, họ sẽ trang trí và bán vé cho du khách đến xem. Buổi tối họ thắp đèn, họ để đèn, đa số là để đèn LED trong đây. Và họ có một cái miếng giấy họ để cover ở bên trong để cho nó không có bị gió thổi tắt. Nhưng mà nhìn vẫn rất là đẹp, rất là lung linh phải không? Họ chia thành từng cái khu, mỗi một cái section, mỗi một cái khu mình đến thì nó sẽ có những cái team khác nhau. Như là cái chỗ đây thì như là cartoons này kia, những cái câu chuyện ở trong phim hoạt hình. Rồi những khu khác thì nó sẽ có những cái hình thù khác nhau. Nói chung là nó cũng hơi có một chút xíu tính rùng rợn và ma mị trong đó. Nhưng mà đi rất là đông người, họ mua vé xếp hàng rất là dài, cho nên phải nhích từng chút một. Mình đi chậm chậm như vậy, mình quay từng con, những cái pumpkin thì nó sẽ được rõ hơn. Nếu mà video nó không có được rõ nét hay là mờ hay là có gì đó thì các bạn thông cảm nha. Tại vì mình không có được mở cái đèn flash ở trong cái điện thoại đó, nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, với lại nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái màu sắc của cái những cái trái pumpkins này, cho nên mình chỉ quay từ điện thoại thôi, không có dùng flash ở trong điện thoại. Đây là cái khu vực khủng long dinosaurs.
rất là nhiều pumpkins. Họ để một khúc đường chắc cũng khoảng hơn một mai chứ. Rồi họ treo trên cây, rồi họ gắn đèn xung quanh. Mấy năm trước mình đi thì họ có khắc hình những vị tổng thống trên trái pumpkins, nó nhìn rất là sống động. Nhưng năm nay họ làm theo chủ đề khác. Họ khắc hình con cọp Tiger trên cái pumpkins, nhìn rất là thật ha.
Bây giờ thì mình đến khu những trái pumpkin được khắc thành những sinh vật dưới nước như là con loons, sea lions hoặc là những con cá mập. Nhìn rất là sinh động. Khu này thì nó hơi rùng rợn chút xíu bởi vì cái giọng cười nó thâu trong tiếng nhạc, nó để trong sau những trái pumpkins đó. Nhưng mà nhìn cũng hay hay. Nếu mà bạn không thích nghe cái tiếng từ những trái pumpkins này phát ra thì bạn có thể tắt nhạc ha, bởi vì nghe nó hơi đúng là mang tính chất Halloween thật sự đó. Thank you.
Halloween. Cuối sau lưng mình hả? Trời, ánh trăng sáng đẹp chưa? Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký, like và share nếu các bạn enjoy video nhé. Chúc các bạn có một mùa Halloween thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên người thân và gia đình.